Hi. 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 Nói. Anh nói. Xin chào. Đây là nhà trai. Một này. Xin chào thầy ơi. Cháu hát bằng bài kết gọi. Dòng bá hồ như suối ngọt. Giới thiệu. Dòng châu thanh như chim hoa. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đang được đứng trước một phòng mà do tất cả các em trong gia đình đã đóng góp công sức cũng như tiền bạc, thời gian, mồ hôi, xương máu, cả máu, cả tranh. 1-2 giờ đêm mới xong. 12 giờ mới đi xuống để 1-2 giờ đêm. Và người có công lớn nhất thiết kế căn phòng này chính là Nguyễn Thành Chiến. Chiến đến của chúng ta trong trang phục quần sọc áo rẻ. Con đây con quay cả cái màn kia, còn kia giới thiệu một dàn nữa. Và đây, đây là tác phẩm của Nguyễn Thành Chiến. Không có Chiến chúng ta sẽ không có tác phẩm nhiều lá nhiều cây như thế này. Còn kia là tận dụng của tài năng của gia đình họ Đỗ. Không còn trẻ nữa. Người đàn ông đang tuổi. Xin anh có ý kiến ạ. Đây à? Ở đây à? Con đây. Cái này có mang đi được không? Mời anh ạ. Để lại à? Tôi không còn gì để nói hơn. I love you. Xin hỏi vợ của giáo sư, chị có cảm giác gì khi nhìn Nhung này? Cho cô Thảo xem cái ảnh cô Nhung nhảy tép từ hôm nay. Xin hỏi mẹ thì giáo sư ạ, mẹ ý kiến gì không ạ? Tôi nuôi nó ra thì để nó có ngày hôm nay. Tôi cũng rất là tin tưởng với cái cậu kiến trúc phương này. Con người tôi thà để ra quảng trường hơn. Xin hỏi con trai của giáo sư, con nghĩ gì ạ? Vâng. Con nào con thấy sao? Xin hỏi em hiểu ra gì? Thì em khi mà vô cái phòng này là em xém nữa là em khóc. Nhưng mà em chả khóc được vì mải đếm lá. Vâng, đẹp đấy. Thế cả những tác phẩm này là từ ở đâu về? Vâng, vào đây. Cái này nó được gọi là nghệ thuật sắp đặt. Ai là người mắc giàn giáo? Giàn giáo được thiết kế bởi Đỗ Thành Nguyên. Gắn bằng cái gì? Gắn bằng gì ạ? Cái này nó rất là... Ai chịu ý ra cái này? Cái hỏi đồng chí kìa nè. Hỏi đồng chí. Và đây là người... Chụp này giống tù lắm em ơi. Cho mà mọi người nghe, anh Hiếu phải lên đi ngủ với cả bố và người yêu. Thế là buổi sáng thì bố người yêu dậy muộn, thế bố người yêu khóa cửa, là anh ấy gì chuyên dậy sớm, thế là không biết lắm nào, cứ đứng này. Hầu anh luôn. Không phải nói là sao không hiện hiện ra hiện làm gì? Hiện là người mắc giàn giáo cho Hoàng và Chiến. Đúng. Đu trên cây. Hiện đấy em nghe một cái răng nó bị mẻ ra cho chúng nó xem. Thôi tóm lại là chúng ta tất cả xin mọi người một tràng vỗ tay về căn phòng này ạ.